Hello, welcome to module 4, làm quen với người nào, getting to know people. Now, let's get started with the dialogues. A. Đàm thoại, dialogue, đàm thoại 1, dialogue number 1. At Mr. Williams' birthday party, Mrs. Hine missed Mr. Nam again. Now I read the dialogue. Ông Nam: Chào bà Hai, bà khỏe không? Chào bà Hai, bà khỏe không? Good evening, Mrs. Hai, how are you? Bà Hai: Chào ông Nam, cảm ơn ông, tôi vẫn bình thường, ông thế nào? Chào ông Nam, cảm ơn ông, tôi vẫn bình thường, ông thế nào? Hello, Mr. Nam, I'm well, thanks, how about you? Ông Nam: Bà qua Úc bao lâu rồi? Bà qua Úc bao lâu rồi? How long have you been in Australia? Bà Hai: Dạ, 3 tháng rồi. Dạ, 3 tháng rồi. 3 months already. Ông Nam: Bà ở đâu? Bà ở đâu? Where do you live? Bà Hai: Tôi ở Footscray. Tôi ở Footscray. I live at Footscray. Ông Nam: Bà làm việc ở đâu? Bà làm việc ở đâu? Where do you work? Bà Hai: Tôi làm việc ở hãng Holden. Tôi làm việc ở hãng Holden. I work at the Holden factory. Now, let's translate word by word. Hello, Mrs. Hai. Are you good? Are you fine? How are you? Hello, Mr. Nam. Thank you. I'm still normal. I'm still usual. How about you? Qua means to come. Úc means Australia. Bao lâu means how long. Rồi means already. You come to Australia how long already? Or how long have you been in Australia? Dạ means yes, very polite. Ba means number 3. Tháng means month. Rồi means already. Yes, 3 months already. Ở means to live. Đâu means where. You live where? Or where do you live? I live in Footscray. Làm việc means to work. Ở đâu means where. You work where? Or where do you work? I work at hãng means company, firm or factory. I work at firm Holden. Or I work at the Holden factory, the Holden firm. Now let's move to the dialogue number 2. Đàm thoại 2. At Mr. Williams' birthday party, Mai miss Jane for the first time. Jane: Chào cô, tôi là Jane. Chào cô, tôi là Jane. Hello, I'm Jane. Mai: Chào cô Jane, tôi là Mai. Cô khỏe không? Chào cô Jane, tôi là Mai. Cô khỏe không? Hello, Jane, I'm Mai. Are you good? Jane: Dạ, tôi khỏe. Cảm ơn. Mai là tên hay họ? Dạ, tôi khỏe. Cảm ơn. Mai là tên hay họ? I'm fine. Thanks. Is Mai your Christian name or Sunny? Mai: Mai là tên bà họ. Tôi là Nguyễn. Họ tên tôi là Nguyễn Thị Mai. Mai là tên và họ tôi là Nguyễn. Họ tên tôi là Nguyễn Thị Mai. Mai is my Christian name and my surname is Nguyễn. My full name is Nguyễn Thị Mai. Jane: Mai làm gì? Mai làm gì? What do you do? Mai: Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên. I'm a student. Jane: Mai đang học gì? Mai đang học gì? What are you studying? Mai: Tôi đang học tiếng Việt.
Tôi đang học tiếng Việt. I'm studying Vietnamese. Jane, Mai đang học tiếng Việt ở đâu? Mai đang học tiếng Việt ở đâu? Where are you studying Vietnamese? Mai, tôi đang học tiếng Việt ở Viện Đại học Victoria. Tôi đang học tiếng Việt ở Viện Đại học Victoria. I'm studying Vietnamese at the Victoria University. Jane, chào Mai, hẹn gặp lại. Chào Mai, hẹn gặp lại. Goodbye, see you later. Mai, chào cô. Chào cô, goodbye. Now I translate words by words. Hello, I am Jane. Hello, Jane. Hello, Miss Jane. I am Mai. How are you? Yes, I'm fine, thank you. Tên means name or first name or given name or Christian name. Họ means surname or family name or last name. Mai is first name or family name. Và means em. Họ means family name. Tôi means me. Họ tôi means the family name of me or my family name. My e first name and my family name is Nguyễn. Họ tên means full name. Tôi means me. Họ tên tôi means the full name of me or my full name. My full name is Nguyễn Thị Mai. Làm means to do. Gì means what. You do what or what do you do. Sinh viên means student. So I am a student. Đang to express the present tense. Học means to study. You are studying what or what are you studying? Tiếng means language. Việt means Vietnam, the language of Vietnam or Vietnamese. I am studying Vietnamese. Ở đâu means where. So you are studying Vietnamese where or where are you studying Vietnamese? Ở means at, in, on. Viện Đại học means university. Victoria is a name. I'm studying Vietnamese at Victoria, at University Victoria. Chào here means goodbye. Hẹn gặp means see, to see. Lại means later or again. So goodbye, see again, or see you later. Bye. Now let's move to part B, từ ngữ, vocabulary. I will read and you will repeat after me. Họ, họ, surname, or last name, or family name. Tên, tên. Name, Christian name, first name or given name. Bạn, bạn, friend. Tháng, tháng, month. Tiếng, tiếng, language. Tiếng Việt, Vietnamese language. Viện đại học, or we don't need to say viện. We just need to say đại học. It still means university. Đại học, university. Giáo sư, teacher.
And for teacher, we also use giáo viên, giáo viên. Or thầy giáo, thầy giáo. For male, a male teacher. Cô giáo, cô giáo. For a female teacher. Sinh viên, sinh viên. Student. Qua, qua. To come. Úc, Úc. Australia. Làm việc. To work. Học, học. To study. Công nhân, worker. Ba, ba, three. Bao lâu, how long. Rồi, rồi, already. Đâu, đâu, where. Thợ máy, mechanic. Thợ may, tailor. Hẹn gặp lại, see you later. Now, let's move to part C, ngữ pháp, linguistics elements. Small one. Bao lâu, how long is a question word of time is due after a statement to form a question. In answering the question, bao lâu is either replaced by a noun or an adverb of time. Examples, questions. Ông qua Úc bao lâu? Ông qua Úc bao lâu? How long have you come to Australia? Answers. Tôi qua Úc 2 năm. Tôi qua Úc 2 năm. I have come to Australia for 2 years. Cô học tiếng Việt bao lâu? Cô học tiếng Việt bao lâu? How long have you studied the Vietnamese? Tôi học tiếng Việt 3 tháng. Tôi học tiếng Việt 3 tháng. I have studied Vietnamese for 3 months. Bà ở first grade bao lâu? Bà ở first grade bao lâu? How long have you lived in first grade? Tôi ở first grade 5 năm. Tôi ở first grade 5 năm. I have lived in first grade for 5 years. In these examples, bao lâu is used after the statement ông qua Úc. You come to Australia. Cô học tiếng Việt. You study Vietnamese. Bà ở first grade. You live in first grade. To form a question, how long? And to answer, bao lâu is replaced by an adverb of time. 2 năm, 2 years. 3 tháng, 3 months. 5 years, 5 năm. Small 2, rồi, already, is an adverb which follows a verb of time to express the past tense. Examples, tôi học rồi, I have already studied. Bà làm việc rồi, you have already studied. Three, đâu, where, your question word of place. It is used after a verb or a statement to form a question. In answering the question, đâu is replaced by a noun. Examples, questions, ông ở đâu? Ông ở đâu? Where do you live? Answers. Tôi ở first grade. Tôi ở first grade. I live in first grade. Cô học tiếng Việt ở đâu? Sorry. Cô ấy học tiếng Việt ở đâu? Where does she study Vietnamese? Cô ấy học tiếng Việt ở Melbourne. Cô ấy học tiếng Việt ở Melbourne. She studies Vietnamese in Melbourne. In these examples, đâu is used after the verb ở, to live, or
a statement. Cô ấy học tiếng Việt. She studies Vietnamese. And to answer, though, is replaced by a noun. Footscray or Melbourne. For là, to be is normally followed by a noun which complements the subject. Examples: Anh ấy là sinh viên. Anh ấy là sinh viên. He is a student. And là is followed by a noun. Sinh viên, student. Tôi là người Việt. Tôi là người Việt. I'm Vietnamese. I'm a Vietnamese. Là is followed by a noun, người Việt, a Vietnamese. 5. Possessive constructions in the Vietnamese language. Modifying elements normally follow the word they modify. Pronouns you add possessives follow the noun possessed, which usually has a heavy stress. Examples: Tên tôi là Nam. Tên tôi là Nam. My name is Nam. Đây là bạn ông. Đây là bạn ông. This is your friend. And in the first example, tên is the noun possessed, and tôi is the pronoun used as possessive. So tên tôi means my name. In the second example, bạn is the noun possessed, and ông is the pronoun used as possessive. So bạn tôi means your friend. Small six z. What? The question word it is used after a verb. In answering this question, z is replaced by a noun. Examples, questions. Cô học gì? Cô học gì? Answers. Tôi học tiếng Việt. Tôi học tiếng Việt. What do you study? I study Vietnamese. Tên ông là gì? Tên ông là gì? Tên tôi là Nam. Tên tôi là Nam. What's your name? My name is Nam. Z used after the verb học, to study, and là, to be. And to answer, Z is replaced by a noun, tiếng Việt, Vietnamese, and Nam, a Vietnamese name. 7. Cardinal numbers, counting numbers in Vietnamese. Now I will read and you will repeat after me, please. Một, một. Hai, hai. Ba, ba. Bốn, bốn. Năm, năm. Sáu, sáu. Bảy, bảy. Tám, tám. Chín, chín. Mười, mười. Mười một, mười một. Mười hai, mười hai. Mười ba, mười ba. Mười bốn, mười bốn. Mười lăm, mười lăm. Mười sáu, mười sáu. Mười bảy, mười bảy. Mười tám, mười tám. Mười chín, mười chín. Hai mươi, hai mươi. Ba mươi, ba mươi. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100. 5. Five changes into lăm when it follows another number.
Examples. 5, 5, 15, 15, 15, 25, 25, 25, 10, this, sorry, 10, changes into 10, 10 without tone when it follows another number. Examples, 20, 20, 20, 30, 30, 30. 1, change into 1, the tone change when it follows 10. Examples, 21, 21, 21, 31, 31, 31. Now let's move to part D, thực hành practice. 1. Thực hành nói, oral practice. 1. Ask your conversation partner's name, full name. A. But first, please repeat after the tape. So I will read and you will repeat after me. Xin lỗi, tên ông là gì? Xin lỗi, tên ông là gì? Excuse me, what's your name? Xin lỗi, tên bà là gì? Xin lỗi, tên bà là gì? Excuse me, what's your name? Xin lỗi, họ tên ông là gì? Xin lỗi, họ tên ông là gì? Excuse me, what's your full name? Xin lỗi, họ tên bà là gì? Xin lỗi, họ tên bà là gì? Excuse me, what's your full name? B. Now ask a man what his name is. Please translate, excuse me, what's your name in Vietnamese? Now I will show you the answer. Xin lỗi, tên ông là gì? Xin lỗi, tên ông là gì? Now please ask him what his surname is. Xin lỗi, họ ông là gì? Xin lỗi, họ ông là gì? Now please ask him what his full name is. Full name. Xin lỗi, họ tên ông là gì? Xin lỗi, họ tên ông là gì? Now ask a woman what her name is. Xin lỗi, bà tên là gì? Xin lỗi, sorry. Xin lỗi, bà tên bà là gì? Xin lỗi, tên bà là gì? And then ask her what her full name is. Xin lỗi, họ tên bà là gì? Xin lỗi, họ tên bà là gì? This is time to ask your conversation partner what he or she do. In the picture, there is a man. His name is Nam. Now, please ask him where the Mr. Nam do. The answer is, ông Nam làm gì? Ông Nam làm gì? Similarly, please ask what the Miss Mai do. The answer is, cô Mai làm gì? Cô Mai làm gì? Exercise 3. Listen to the tape and answer the questions. Cues are given to you in parentheses. A. Xin lỗi, tên bạn là gì? Xin lỗi, tên bạn là gì?
Excuse me, what's your name? The answer is Tên tôi là Linh. Tên tôi là Linh. My name is Linh. Thì họ bạn là gì? Họ bạn là gì? What's your family name? And to answer, we say Họ tôi là Vũ. Họ tôi là Vũ. C. Họ tên bạn là gì? Họ tên bạn là gì? Họ tên tôi là Vũ Thị Diệu Linh. Họ tên tôi là Vũ Thị Diệu Linh. My full name is Vũ Thị Diệu Linh. D. Bạn làm gì? Bạn làm gì? What do you do? Now please say I am a student in Vietnamese. The answer is Tôi là sinh viên. Tôi là sinh viên. E. Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Where do you live? Now please answer, I live in Footscray. I live in Footscray. Tôi ở Footscray. Tôi ở Footscray. F. Bạn học tiếng Việt ở đâu? Bạn học tiếng Việt ở đâu? Where do you study Vietnamese? Please answer, I study Vietnamese at the Victoria University. Tôi học tiếng Việt ở Viện Đại học Victoria. Tôi học tiếng Việt ở Viện Đại học Victoria. You also can reply, Tôi học tiếng Việt ở Đại học Victoria. Tôi học tiếng Việt ở Đại học Victoria without Việt. G. Bạn học tiếng Việt bao lâu rồi? Bạn học tiếng Việt bao lâu rồi? How long have you been studying Vietnamese? Now please answer. I have been studying Vietnamese for 3 months already. Tôi học tiếng Việt 3 tháng rồi. Tôi học tiếng Việt 3 tháng rồi. Exercise 4. A. Count from 1 to 10 in Vietnamese. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Count from 11 to 20 in Vietnamese. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Exercise 5. Look at chart and give a talk about the following people. A. Mr. Nam. So in the chart, we can know that Mr. Nam lives in Sydney and he is a teacher. So how to say in Vietnamese? The answer is Ông Nam ở Sydney. Ông ấy là giáo sư. Ông Nam ở Sydney. Ông ấy là giáo sư. You also can replace giáo sư by giáo viên or thầy giáo, a male teacher. Ông ấy là giáo viên. Ông ấy là giáo viên. Or ông ấy là thầy giáo.
Ông ấy là thầy giáo. B. Mr. Williams. In the picture, we can know that Mr. Williams lives in Melbourne and he is a mechanic. So to say in Vietnamese, we say Ông Williams ở Melbourne. Ông Williams ở Melbourne. Ông ấy là thợ máy. Ông ấy là thợ máy. C. Miss Mai. In the picture, Miss Mai lives in Vũng Tàu and she is a student. Cô Mai ở Vũng Tàu. Cô Mai ở Vũng Tàu. Cô ấy là sinh viên. Cô ấy là sinh viên. And the last one, Mrs. Hai. She lives in Hà Nội and she is a tailor. Bà Hai ở Hà Nội. Bà Hai ở Hà Nội. Bà ấy là thợ may. Bà ấy là thợ may. Six, listen to the tape, then answer the questions. So now, first, I will read the tape. I will read the passage. Reflect. Ông Nam. Tôi biết ông Nam. Tên họ ông ấy là Lê Văn Nam. Ông ấy qua Úc 6 tháng rồi và đang ở Footscray. Ông ấy học tiếng Anh ở Viện Đại học Victoria. Ông Nam đang làm việc ở hãng Holden. Now I'm translate. Mr. Nam. I know Mr. Nam. His full name is Lê Văn Nam. He has come to Australia for 6 months already and he is living in Footscray. He studies English at Victoria University. Tiếng means language. Anh means England. Tiếng Anh means the language of England or English. Hãng means company, firm. Mr. Nam is working at Holden firm, Holden factory, Holden company. Now, let's answer this question. A. Ông Nam qua Úc bao lâu rồi? Ông Nam qua Úc bao lâu rồi? How long has Mr. Nam come to Australia? Or how long has he been in Australia? From the passage, the answer is Ông ấy qua Úc 6 tháng rồi. Or Ông Nam qua Úc 6 tháng rồi. He has been in Australia for 6 months already. B. Ông Nam đang ở đâu? Ông Nam đang ở đâu? Where is he living? In the passage, it is written that Ông ấy qua Úc 6 tháng rồi và đang ở Footscray. So the answer is Ông Nam đang ở Footscray. Mr. Nam is living in Footscray. C. Ông ấy học tiếng Anh ở đâu? Where does he study English? From the passage, ông ấy học tiếng Anh ở Viện Đại học Victoria. So the answer, ông ấy học tiếng Anh ở Viện Đại học Victoria. He studies English at Victoria University. The last question, ông Nam đang làm việc ở đâu? Where is Mr. Nam working? Ông Nam đang làm việc ở hãng Holden. Ông Nam đang làm việc ở hãng Holden. Mr. Nam is working at Holden Company. Now, let's move to part 2. Thực hành viết, written practice. This is sign 1. Answer the following questions in Vietnamese. A. Họ ông Nam là gì?
Họ ông Nam là gì? Please answer. What's the full name of Mr. Nam? I'm sorry. What is the family name of Mr. Nam? So please answer. His family name is Lê. Họ ông Nam là Lê. Họ ông Nam là Lê. B. Ông Nam đang làm gì? What does he do? What does Mr. Nam do? Please reply. Mr. Nam is a mechanic. Ông Nam là thợ máy. Ông Nam là thợ máy. C. Ông ấy qua Úc bao lâu rồi? How long has he been in Australia? Please answer. 6 months already. Ông ấy qua Úc 6 tháng rồi. Ông ấy qua Úc 6 tháng rồi. D. Ông ấy đang ở đâu? Where is he living? Please answer. He is living in Sydney. Ông ấy đang ở Sydney. Ông ấy đang ở Sydney. This is time to translate the following questions into Vietnamese. A. How long has she lady lived in Australia? Cô ấy sống ở Úc bao lâu rồi? Cô ấy sống ở Úc bao lâu rồi? Sống means to live. Or you can ask like in the lesson we studied. Cô ấy qua Úc bao lâu rồi? Cô ấy qua Úc bao lâu rồi? How long has she come to Australia? B. How long has John studied the Vietnamese? John học tiếng Việt bao lâu rồi? John học tiếng Việt bao lâu rồi? C. How long has Mrs. Hai worked at the Holden factory? Bà Hai làm việc ở hãng Holden bao lâu rồi? Bà Hai làm việc ở hãng Holden bao lâu rồi? D. What are you, Miss, studying? Cô đang học gì? Cô đang học gì? E. Where do you, sir, work? Ông làm gì? Ông làm gì? Exercise 3. Look at the picture in 1.5 and complete the following sentences. Picture 1.5. A. Ông Nam là Mr. Nam E. In the picture, we can see that Mr. Nam is a teacher. So the answer is Ông Nam là giáo sư. Ông Nam là giáo sư. We also have another way to reply. That is to request giáo sư, by giáo viên, or by thầy giáo. Ông Nam là giáo viên. Ông Nam là giáo viên. O. Ông Nam là thầy giáo. Ông Nam là thầy giáo. B. Ông Williams là. In the picture, Mr. Williams is a mechanic. So the answer is ông Williams là thợ máy.
Ông Williams là thợ máy. See, in the picture, Miss Mai is a student. So the answer is cô Mai là sinh viên. Cô Mai là sinh viên. And D, in the picture, Mrs. Hai is a tailor. So the answer is bà Hai là thợ may. Bà Hai là thợ may. Passage 6. Four. Read the passage in one person and answer the following questions. A. Ông Nam qua Úc bao lâu rồi? Ông Nam qua Úc bao lâu rồi? From the passage, the answer is ông ấy qua Úc 6 tháng rồi. Ông ấy qua Úc 6 tháng rồi. How long has Mr. Nam come to Australia? He has come to Australia for 6 months already. B. Ông Nam đang ở đâu? Where is he living? Or where does he live? From the passage, the answer is ông ấy đang ở Footscray. Ông ấy đang ở Footscray. He is living in Footscray. C. Ông ấy học tiếng Anh ở đâu? Where does he study English? The answer is ông ấy học tiếng Anh ở Viện Đại học Victoria. Ông ấy học tiếng Anh ở Viện Đại học Victoria. Or, ông ấy học tiếng Anh ở Đại học Victoria. Ông ấy học tiếng Anh ở Đại học Victoria. D. Ông Nam đang làm việc ở đâu? Where the Mr. Nam, where is Mr. Nam working? The answer is ông Nam đang làm việc ở hãng Holden. Ông Nam đang làm việc ở hãng Holden. Finally, we finished today's lesson. I hope that it's useful for you. Bye bye and see you on the next module. Have a nice day.